Là quốc gia năng động, hội nhập nhanh chóng vào quá trình toàn cầu hóa, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao trong các lĩnh vực kinh tế, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Với tiềm lực hiện tại, Việt Nam đang đứng trước cơ hội vàng để phát triển nền kinh tế số. Nắm bắt xu thế đổi mới không ngừng của Việt Nam và thế giới, tỉnh Bình Dương tiếp tục bứt phá để bước sang thời kỳ phát triển thành phố thông minh, nhằm mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng của nền kinh tế, dịch chuyển sang sản xuất công nghệ, dịch vụ chất lượng cao, hướng đến kinh tế tri thức, kinh tế số. E-Data Center VNTT, trái tim của thành phố thông minh Bình Dương. Việc hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu như VNPT, Viettel, FPT, Dell EMC, Emerson và tập đoàn NTT East Nhật Bản sẽ mang lại cho khách hàng sự an toàn tuyệt đối, bảo mật, hoạt động liên tục 24/7 suốt 365 ngày và là nền tảng cốt lõi để VNTT đồng hành cùng quý khách hàng trong thời đại công nghệ 4.0.